Vâng, xin chào bác, chào mừng các bác đã trở lại với trang kính cổ kính xưa. Ngày nay xin chào các bác, đó là cái kính CH, cam bích CH bọc vàng của Pháp Sơn thập kỷ 50-60. Cái dòng này thì em về rất nhiều, mỗi cây mỗi giá khác nhau tùy theo độ muốn đẹp nha. Cái này size 140, nhưng là size 3 hecto, cái nâng size 45. Cái dòng này chắc là phải giới thiệu nhiều, bây giờ hơn 20 năm qua giới thiệu quá nhiều rồi. Bác đảo Hà Nội và Hà Nội qua địa chỉ cho em ở ngõ 390 Trần Trinh Đống Đa Hà Nội. Các bác ở tỉnh xa hết sức quan tâm em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện ô tô bay tàu hỏa, phương tiện những ngay nhất hợp tình hợp lý hợp phí. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo kênh tài chính bằng luôn nhé. Chơi ven còn gì còn rất là mới rất đẹp nhé. Cầu giữa nó có cái chữ cam bích và cái chuyện vuông số 20 biểu tượng logo hãng từ ngày xưa Mọi thông tin chi tiết về kính thì em luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo các địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng, dành mạch chi tiết hình thức mua bán ở ra bán hàng đều ghi bên dưới video. Càng trái càng phải đều nó có cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. Đấy, càng phải là càng trái nhá. Rất rõ ràng. Đó. Và rất là mới nhé, rất mới rất đẹp luôn. Những cây này thì mỗi cây giá chênh nhau từ vài trăm vài triệu là chuyện hết sức bình thường như cân đồng sữa thôi. Và cái kính này có giá là 14,5 triệu hay còn là 14,500k, giá là 14,5 triệu hoặc là 14,500k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được qua trên mọi cách toàn cầu, trên toàn cầu bạn yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản bác sẽ vào sử dụng ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng 23 giờ cũng như là 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng đơn xuất quá thì em đi gửi hàng và giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bè hàng người thân. Thì bác lưu ý là điện thoại trước thì để em liên kết đón từ xa tại ngõ 390 Trần Trinh Đống Đa Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa đó. Và các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội và Sài Gòn. Em một số anh em chơi đồ cổ bán đồ cổ là hơn 20 năm, số điện thoại hơn 20 năm đã được khẳng định trên thương hiệu rồi, thì em khuyên cáo là mua bán nên mục sở thị ở nhà, có làm sao em bạn được, không nên mua những cái địa chỉ công cộng, cộng đồng, nhà ga, bến xe xung quanh Hồ Thuyền Quang, xung quanh Hồ Văn Quán, Hà Đông, Mộc Mã, Tơ Vớ Vẩn. Bởi vì các bác biết rằng là những đối tượng mà giả danh trai những cổ kính xưa của em ấy thì ở Hà Nội cũng như các tỉnh ở miền Nam ấy thì hay giấu địa chỉ, giấu số điện thoại. Nếu mà có chăng thì có số điện thoại nhưng mà hay giữ địa chỉ, thay đổi địa chỉ. Mà mới lập một cái trang kênh khác cuối năm ngoái thôi nó rất nhanh, đã chuẩn bị một phương án là rượu với mình cũ. Bởi vì cái kênh mà nó lập mà nó giấu địa chỉ, mặc dù lượng đăng ký kênh rất lớn 10.000, 17.000, 18.000 người và hay thay đổi địa chỉ và không có địa chỉ, số điện thoại tam quy tư quý mà mua bán hẹn nơi công cộng với cả cho ship mang đến xem mình mua thôi thì đa phần là dính hàng giả, nhà anh kém chất lượng. Bởi vì bán hàng của Nhật, những đối tượng đấy hay bán hàng của Nhật và một số nước châu Á, nguy hiểm hơn là bán hàng tàu trà trộn vào. Thì một số bác ở Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng đã bị dính trong chiêu thức như thế. Chính bác hay chia sẻ em hay là bản thân em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho một số bác thì các bác cho xem những cái đấy và khi em hỏi địa chỉ ở đâu thì hầu như là không có địa chỉ. Và chúng nó cũng không trả lời địa chỉ đâu luôn. Đấy, nó là như lưu manh đấy. Vì nó thuê đứa con gái bán ly bên trên mạng xã hội nhá. Xong nó cứ cho ship mang đến xem bưng mua thôi. Thì đấy là cái điều mà rất nhiều anh em bị dính, không chỉ về kính cổ đồ cổ xưa mà quần áo hàng hiệu cũng bị dính rất nhiều. Tất cả về kính cổ đồ xưa nên một con trai làm sao mua chỗ nào là tư vấn đồ gốm sứ, đồ đồng, âm thanh, rồi xe đạp, xe máy cổ thì chỗ đó mới chuẩn. Và phải chọn những địa chỉ lâu năm những con trai. Chứ còn nếu mà chỗ mới toanh ấy, thì hầu hết là sẽ bị dính, khẳng định điều đó luôn. Vì một số bác cũng khi mà số bác mang hàng đến nhà, đến đồ nhà em, nhà em thẩm định thì hỏi ra thì nó có người bảo nó hẹn là bến xe buýt, thế thì chết rồi. Vâng, rất là cảm ơn bác dành thời gian xem video. Đây là cam bích CH nhé, giá 14,5 triệu. Bác nào mà chưa kênh của em nút đăng ký kênh màu đỏ có phải là dưới video mới được bỏ chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ cử tin nhắn nhanh. Vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm không lớp người lời nhé.
75 tháng buôn bán nước ngoài giúp các kết được kinh nghiệm chọn mua về con trai và người ta có am hiểu về cổ xưa, họ tư vấn tốt hơn. Vâng, xin chào tạm biệt các bạn.